Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng mình đang có mặt tại đây để thực hiện một thử thách cực kỳ quan trọng. Đó là thử thách người cuối cùng rời khỏi xe tăng và thực hiện các thử thách sinh tồn sẽ nhận phần thưởng là 10 triệu đồng. Các em đã sẵn sàng để bước vào thử thách chưa? Run. Ê, đi đâu đây? Không cần làm thử thách à? Hình như mấy người này sợ không ai dám chơi thử thách nữa, các bạn đã chạy đi hết rồi. Đây rồi, vậy em đây rồi. Sao thế nào? 10 triệu thì anh bỏ. Thế bọn em đi đâu? Anh vừa bảo sẵn sàng kêu bọn em chạy đi hết. Đi đâu? Em đi vệ sinh anh ạ. Sao đi đâu? Thì em cũng phải đi vệ sinh chứ. Đúng rồi, trước khi vào thử thách là phải đi vệ sinh đã, không thì tí buồn vệ sinh thì thua cuộc. Hóa ra đội này tính toán cả rồi các bạn ạ. Ai cũng đi vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Lát nữa ở vòng tròn ở trên xe tăng cho được lâu đúng không? Đúng rồi. Thì vào luôn đi anh ơi, nóng lòng lắm rồi. Đây là xác xe tăng có từ ngày xưa, rất là cũ kỹ rồi. Các em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2, 3 bắt đầu. Nhanh chóng tìm chỗ đi. Nhanh chóng. Chỗ này tròn này ngồi êm mông đây. Quần hiếp tìm cái chỗ êm đấy. Chọn chỗ này ngồi đây. Kiểu gì chả nhớ. Này cái chỗ này nó vừa rộng này, nó lại còn vừa mát nữa, hợp lý đấy. Ôi cò vẫn đang lên đây chưa tìm được. À đây. Cò ngồi lên luôn cái để bắn này đúng không? Chỗ này còn nằm được á anh ạ. Chính là chỗ này lại hay cái cỏ. Thua rồi nào, bây giờ mình mới bắt đầu tham gia thử thách lại thua là thế nào? Cò bị ngã, tuy nhiên là tay cò vẫn chạm vào xe tăng nên là vẫn được tham gia thử thách tiếp. Tức là miễn sao là một bộ phận trên cơ thể mình là còn chạm vào cái xe tăng này thì là mình vẫn là tham gia cuộc chơi đúng không? Đúng rồi. Ôi, tưởng gì thế thì đơn giản lắm. Thế thì để tăng phần kịch tính và nhanh chóng loại các đối thủ, anh sẽ tổ chức các trò chơi. Thử thách đầu tiên, với một chiếc dây chạc và một cái que, bọn em hãy tạo cho anh một cái móc treo đồ. Treo đồ à? Móc treo đồ thì nó phải có cái cong cong thì nó mới treo đồ được đúng không con? Bây giờ cậu thử đứng đây, đây. Ê đi, móc vào đây. Rồi. Ôi, các em phải cẩn thận chứ. Đây. Khó lắm. Xem nào. Có rồi. Làm gì con híp? Đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ buộc một đầu lại các bạn ạ. Đấy. Buộc vào để làm gì? Được rồi. À đây, anh ơi, ra đây anh ơi. Con híp đi đâu vậy các bạn ơi? Mày thua. Thua. Đấy. Mộc vẫn ngồi các bạn ơi. Rồi. Cho vào đây. Rồi. Dít. Chắc chắn rồi. Tiếp đến mình sẽ gặp dây lại các bạn đây. Đấy, được chưa? Được rồi. Sau chúng ta sẽ đục cây vào đây. Ôi giời. Rồi, sau thế nào? Đây rồi. Cái ba lô của cậu đâu, cho tôi mượn nào. Đâu? À đây. Chắc chắn. Đây các bạn ơi, đây. Chỉ cần rút ra như này đúng không? Đúng rồi, bây giờ chỉ cần ra đấy. Móc vào. Ok. Ui giời ơi, quần híp quá xuất sắc. Quá đẳng cấp. Tặng em chai nước. Ôi, có nước uống rồi. Ngụm này. Uống cho cố vô xong rồi tí nữa mà đi vệ sinh. Tao đâu có ngu, tao uống một ít thôi. Còn đậu đẻ còn hơn mà không có nước mà uống chết khát. Các em không mỏi chân mỏi tay mà sao cứ lại còn tập thể dục nữa? Anh ơi, ngồi nhiều ấy nhức mỏi chân tay vai gáy là mỏi lắm anh ạ. À. Bây giờ các em đói chưa? Đói rồi. Thế thì anh lại có một thử thách cho các em, nếu mà ai giành chiến thắng sẽ được một gói bim bim. Ngồi đây. Đó là thử thách tạo lửa bằng các vật dụng này. Đây em, máy lửa đâu? Không cần gì máy lửa, đây có đánh lửa này, có bút chì này và có gọt bút chì. Em phải tạo lửa bằng những dụng cụ này. Cậu có biết làm không? Được rồi. Lại quân híp. Quân híp làm như nào đây? Có biết làm không? Không. Được rồi.
Ui giời ơi, cái này quá đơn giản. Tao đi sinh tồn nhiều rồi, cái này quá đơn giản đúng không? Thế này, nhìn này. Bước đầu tiên là chúng mình sẽ gọt bút chì. Bút chì làm gì? Gọt bút chì để lấy mùn để tạo lửa. Đúng rồi, cái bùn này là thông minh đấy các bạn ơi, thông minh đấy. Được rồi. Tiếp theo. Bước tiếp theo là mình sẽ lấy mùn của đá lửa. Cao cái phần đá lửa ra. Lấy thêm cái mùn của đá lửa này rất nhiều luôn. Ôi trời. Có khi là cò đánh được rồi đấy em ạ. Để em thử. Tué nhiều lắm anh ơi. Nhưng nó không có lửa. Cháy rồi các bạn ơi. Thế là cò là người chiến thắng ở thử thách này. Cò sẽ được một gói bim bim. Em xin. Hết cơ hội cho Hà Sang rồi em ạ. Ôi các bạn ơi, toàn là những cái thử thách khó thôi các bạn ạ. Mà đến bây giờ ấy, mình vẫn chưa kiếm được một đồ ăn nào cho bản thân mình. Đói ơi là đói rồi ấy. Các bạn ấy nhớ bấm đăng ký kênh ấy, để lần thử thách tiếp theo Hà Sam ấy sẽ là người giành chiến thắng các bạn nhá. Nếu các bạn muốn Hà Sam chiến thắng thì hãy bấm đăng ký kênh ngay để ủng hộ cho Hà Sam nhá. Ấm bụng hẳn đấy anh ạ. Em ơi, ăn vừa thôi, không ngại buồn đi vệ sinh đấy. Cái này không buồn đâu. Thèm thế nhỉ. Có đổ bim bim lấy nước không? Không, cái gì mà uống nước của mày để đi vệ sinh hả? Hai người này không ai xuống nhỉ? Có, tao bảo không. Bây giờ tao mày đàm phán. Bây giờ mày xuống đi. Tao mà giải nhất, tao cho mày 5 triệu. 5 triệu? Mày nghĩ mua chuộc tao dễ thế à? 8 triệu tao đồng ý. 8 triệu? Hết phần thưởng rồi còn đâu nữa. Thế bây giờ tao xuống nha, xong mày cho tao 8 triệu. Được, mày xuống đây. Rồi. Ký cho tao 8 triệu. Có xuống nhưng mà tay nó vẫn chạm đây. Có xuống nhưng tay vẫn chạm đây. Con nít mà lừa cò. Lừa cò mất 8 triệu rồi. Cò chỉ bảo là đi xuống chứ cò có bảo mày nhận thua đâu đúng không? Đúng. Rồi, để thay đổi không khí thì chúng ta lại tiếp tục chơi một thử thách nữa. Ok. Các em có đồng ý không? Có anh ơi. Bây giờ cũng là 11 rưỡi rồi, gần trưa rồi, chắc là các em cũng đói rồi. Nếu mà ai mà thắng lần này thì sẽ được một phần thưởng cực kỳ to. Đó là một gói mì tôm. Để nấu được mì tôm thì cần phải có nước. Ở đây nước anh đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng mà chưa có bếp, chưa có củi. Bọn em phải làm thế nào để chế tạo ra một cái bếp có thể nấu sủi nước ở đây để pha mì tôm? Chỉ bằng những nguyên liệu này, đá này và bìa cắt tông thôi. Và cả cái nước lến này nữa. Đây là nước lến đúng không? Đúng rồi. Em nghĩ ra rồi. Nếu mà anh nói là nước lến là em nghĩ ra luôn. Ai dạ. Trong lúc mà mọi người vẫn còn đang ăn và chơi và đang suy nghĩ thì em đã nghĩ ra rồi. Đầu tiên là em sẽ xé cái bìa cắt tông này ra. Để làm gì đây? Các bạn thử xem cách của Hà Sam là như nào các bạn nhá. Chắc xé ra để đốt anh ạ. Không. Nếu mà dùng cái bìa cắt tông này để đốt để nấu luôn thì cháy hết cái này cũng chưa sủi nước được. Đúng rồi. Phải có một giải pháp nào tốt hơn. Đúng rồi. Đây. Rồi em sẽ quấn lại. Quấn lại. Rồi. Thế là quấn lại cho nó cháy lâu hả anh? Quân Hiếp và Cò vẫn chưa hiểu Hà Sam đang làm gì đây. Quấn lại. Rồi. Sau đó thì em sẽ để vào đây. Ôi dồi ôi, nhưng cái này nó ấy quá anh ơi. Quấn nhiều thêm, phải quấn thêm. À, biết rồi. Hà Sam quấn xong thì cho vào đây xong rồi đốt. Đúng không? Cho nó cháy lâu. Chắc thế. Anh cũng đang nghĩ vậy đấy. Quấn đào. Một cuộn giấy rất là to rồi các bạn ạ. Đúng rồi, sau đó em sẽ nhét vào đây. Hình như là càng nhét chặt thì càng cháy rồi. Rồi. Bây giờ Hà Sam sẽ làm gì tiếp theo đây các bạn ơi? Đây, nhìn đẹp chưa anh ơi? Rồi, bếp chưa? Bây giờ em sẽ lấy cái nước này. Nến. Rồi, nước nến. Em đổ vào đây. Đổ cẩn thận đấy. Ui, cái nến màu đỏ lên rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi. Tiếp theo em sẽ làm gì? Tiếp theo, em sẽ đặt cái nồi này nó lên đây. Bật bếp. Bật bếp anh ạ. Rồi, bây giờ chỉ cần bật ở bên dưới thì cái bìa cắt tông nó sẽ giống như là cái dây dẫn lửa ấy anh ơi. Còn nến, nước nến rồi nó sẽ đông lại, nó sẽ thành cây nến. Thông minh. Nhưng mà để xem có sủi nước được không nhá. Ok. Bây giờ Hà Sam đang chuẩn bị
đốt cái bếp này xem là có cháy được không các bạn nhá. Các bạn nhỏ nhà tuyệt đối không được nghịch lửa đâu các bạn ạ. Tại vì rất là nguy hiểm ấy. Cháy chưa? Nó đang khói anh ơi, từ từ đã anh ơi. Rồi cháy rồi Hà Tâm ơi, cháy rồi. Từ từ em phải muốn nó cho nó cháy đều. Úi dồi, bắt đầu cháy rồi. Yeah, cháy rồi anh ơi. Rồi cứ đặt nước lên. Để xem cái bếp của Hà Sam có sủi được. Đây. Nếu mà sủi được, lát nữa phần thưởng của em sẽ là một gói mì tôm và em dùng cái nước này để em pha luôn. Anh ơi, quan trọng là anh bảo làm cái bếp đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cái bếp của em nó đã cháy rồi, tức là thành công rồi. Anh nhìn vào xem đây này. Đây này các bạn ơi, đây, các bạn thấy chưa? Đấy. Cái bếp ấy làm bằng bìa cắt tông này, vỏ lon cũ này các bạn ơi, quá đơn giản luôn. Ở nhà thì chúng mình không được tự ý nghịch như thế này đâu. Chỉ khi nào mà chúng mình bị lạc ở trong rừng, đi sinh tồn chẳng hạn đúng không? Thì đúng chúng rồi. Mình mới sử dụng những cách như thế này các bạn nha. Không mình nghịch lửa là rất là nguy hiểm đấy. Đúng rồi, rất dễ xảy ra cháy nổ nếu mà mình ở nhà mà sử dụng những cái vật dụng như này, rất dễ xảy ra cháy nổ đấy các bạn nha. Nên là các bạn tuyệt đối không được nghịch đâu nha. Sủi rồi. Wow, rồi, cái bếp của Hà Sam hoạt động được này các bạn ơi, sủi rồi nhá. Phần thưởng của em đây. Wow. Một gói mì tôm ăn liền. Ôi. Xin chia buồn quân híp với lại cỏ. Mình ăn mình. Ui trời ơi, đổ đây, đổ vào đây. Ôi. Trưa nay thế là Hà Sam có mì tôm để ăn rồi các bạn ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, mình có cái hộp mì tôm để ăn trưa như thế này là mình phải cảm ơn tất cả các bạn ấy đã bấm đăng ký kênh cho mình để mình có thể chiến thắng cái thử thách này luôn á. Cho tớ ăn với nha, không thì tớ cho nước. Hả? Nước cậu có không? Nước không có này còn đòi là đổi lấy mì tôm. Loại cho tớ bấm đăng ký kênh rồi. Nãy cậu ăn bim cậu có cho tớ đâu. Ôi các bạn ơi, gì này. Ôi bữa trưa Hà Sam này xịn sò không các bạn. Đúng ơi. Đúng rồi, tại vì nó nóng anh ạ. Ôi ngồi đây mà được ăn gió nó cứ mát mát mà xong rồi cái bát mì tôm này nó lại nóng nóng. Mời tất cả các bạn nha. Ở đây thì có cò được ăn bim rồi này. Quân Híp được uống nước rồi này. Hà Sam bây giờ mới được ăn mì tôm. Liệu ai sẽ là người ở trên chiếc xe tăng này lâu nhất? Các bạn thử đoán xem, bình luận cho chúng mình biết với nha. Mình các bạn ơi, like cổ vũ cho mình nha. Bây giờ các em cứ ngồi đây đi. Anh đi ăn trưa đã, rồi xong ăn trưa xong anh sẽ quay lại nhá. Bye bye các em. Không ai được đi khỏi đây nhá. Anh để camera giám sát ở đây ấy. Bye bye. Vừa ăn cơm trưa xong, no bụng quá các bạn ơi. Bây giờ để xem các thí sinh của chúng ta như thế nào được các bạn nhá. Đâu hết rồi? Bỏ cuộc hết à? Ui dồi ôi, cỏ ơi. Bọn em bỏ cuộc ai ra mà ngồi hết xuống trên này thế này. Vẫn chạm vào xe tăng đây anh, đã bỏ cuộc đâu. Thế sao ngồi thế này? Trên kia nó nắng quá, em xuống đây để nghỉ cho nó mát. Ôi dồi ôi, đi lên đi để anh em mình tham gia thử thách tiếp. Lại có thử thách, lại có thử thách. Hiện tại bây giờ đã là 1 giờ trưa rồi các bạn ạ. Nắng thì rất là to và chắc chắn là các em vừa đói vừa khát đúng không? Đúng rồi đấy, nãy em ăn bát mì tôm xong ấy, nó nóng quá trời luôn ấy. Thế thì bây giờ anh em mình chơi thử thách tiếp để nhận được một quả cam. Ôi, ơi. Bây giờ các em sẽ chơi trò nối chữ. Nối chữ à, cái này hay đấy anh ạ. Bọn em biết chơi trò chơi này chưa? Rồi. Thế thì bắt đầu từ cò đây. Xe máy, máy bay. Bay xa. Xa quá. Quá đà. Đà. Đà gì đấy? Đà. Đà nắng. Đà nắng. Ôi dồi. Nắng à? Nắng à? Nắng. Nắng. Lại có cả từ nắng. Nắng thua. Yeah. Cò loại. Nắng gì? À tôi bây giờ chơi lại từ đầu. Cò loại rồi. Em bây giờ Hà Sam sẽ thi. Hà Sam nói chuyện đi. Là không biết. Biết à? Mít mệt. Mặt thơm. Thơm quá. quá to. To đùng. Đùng đoàn. Đùng đoàn. Đoàn à.
5 4 3 Đoàn 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 đoàn. Ôi rồi, trải qua gọi là anh cuộc chiến gam go, hai đối thủ này vô cùng nặng ký, mình mới giành được cái quả này các bạn ơi. 200 được ăn cam, thế là chia sẻ cho cả quân híp và cò này. Rồi, sao em không ăn một mình thôi để còn loại hai đối thủ kia? Nãy quân huyết uống nhiều nước lắm, em cho ăn thêm cam mới để nhanh đi vệ sinh anh ạ. Ẩm mỉu cả. Ngon quá anh ạ. Wow. 7 tiếng đã trôi qua rồi các bạn ơi, thế mà vẫn chưa ai bị loại. Ai cũng nhìn vẫn có vẻ có nhiều sức khỏe. Như này, là còn tập thể dục này. Đấy, bắt đầu. Ai ạ, ai ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi tiếp theo để nhanh chóng loại. Chứ cứ như thế này đến tối thì cũng không ai chịu thua mất. Đúng rồi anh ơi, mà anh phải sáng chế ra cái trò chơi nào mà thật siêu khó mà anh ạ. Bây giờ trò này cực kỳ khó luôn. Đó là trò đi thăng bằng trên cái ống này các bạn nha. Đi đến đây, sau đó sẽ đi quay lại. Nếu mà không rơi xuống trên đất sẽ là người chiến thắng. Mà ai là bị rơi sẽ bị loại. Thôi anh ơi, hay là cho cái trò nào nó dễ hơn một tí đi. Thôi, chơi trò này luôn. Nào bây giờ ai, quản tôi tí đi, 200 đi lên trên đi. Quản tôi đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 200 sẽ là người đi tiếp. À đi trước. Rồi 200, bỏ dép ra. Bỏ dép, bỏ trơn. Các chiến sĩ đang trong cổ vũ đi. Cố đi. À đâu, sao, tại sao phải cố lên, loại đi. Loại. Rơi đi. Ôi trời ơi, quay đi chắc chắn lắm. Ai chà. Ôi quay đâu. Ui. Rồi, tiếp theo với cò với con huyết. Bà tu đi đi, bà tu đi đi. Con hiếp nhận đi trước anh ạ. Ai ai đổ lắm vậy, quay đầu dễ đổ lắm. Những người mà nặng cân đi lại lại càng khó các bạn. À, nặng cân. Ôi chạy nhanh chạy. Ai chà, ui giời. Ôi, tao bảo mày làm mẫu ít thôi tí thua đấy. Yeah, thua nào. Những người gầy gầy như cò đi qua đây dễ bị gió thổi bay lắm cò. Ra cho em báo cái anh ơi. Ui giời, gió to quá, không biết có đi được hay không. Gió lên, vui vui. Rồi này. Úi dồi ôi. Cái thử thách này có vẻ vẫn dễ với lại mọi người đúng không? Sau cái thử thách này anh sẽ nhưng cho bọn em một thử. Quay lại kiểu gì anh ơi? Đi hẳn ra nó chưa ra đến nơi đâu đấy. Ai à? Gió rồi anh ơi. Đi nhanh lên thì không phải gì. Tao đấy, anh bảo em chạy nhanh đi cơ mà. Bão anh à. Em phải chờ cho nó qua cái cơn gió này em mới đi được. Bò vào cũng được. Rồi ôi các bạn ơi, thế là vẫn chưa loại ai được khỏi cái trò chơi này. Trò này dễ quá, bây giờ mình sẽ tổ chức một trò khó hơn các bạn nha. Thử thách tiếp theo này chắc chắn sẽ có người bị loại. Rời khỏi chiếc xe tăng này. Đó là thử thách tung chai nước. Bây giờ các em tung chai nước một vòng, làm sao cho chai nước này lộ đứng được như này. Đó, thì ôi sẽ được ở lại trên chai tăng. Ai mà bị đổ chai nước này sẽ bị loại. Cái trò này quá đơn giản, cò làm trước đi cò. Cái này à, nhắm mắt đó, tung được. Tự tin chưa? Nào, tự tin này. Tất cả tránh để rồi. Cho mắt nhắm vào. Nha, nhìn đây. Wow. Mở mắt ra. Thấy mắt em tin đúng rồi. Nhưng mà tóm lại là nhắm mắt là không ấy được, nhưng mở mắt là vẫn làm được, nhưng mà vẫn là thắng đúng không anh? Đúng rồi, bây giờ em với con híp ai người tiếp đây? Con híp làm đi. Khó nhỉ? À, nhìn khó nhỉ? Là chết rồi. Một mắt được luôn. Em còn mới hả sao mà anh khả năng là em bị loại rồi. Bây giờ ở chỗ này chỉ có mỗi mình em là con gái thôi, mà một mình em bị loại thì chán lắm. Đây, của cậu đây.
các bạn cùng bấm đăng ký kênh để ủng hộ Hà Sam tung được cái này các bạn nhá. Ok. Ôi sao tí lại các bạn ạ? Nó thế nào mà nó nghiêng rồi mà nó lại dựng lên được? Thế nó mới tải. Gọi là các bạn fan là vẫn rất là yêu quý em nên là đáng lẽ là cái chai nó đổ rồi đúng không? Nhưng mà các nút đăng ký kênh của các bạn fan lại kéo lại. Không hiểu tại sao mình đã tạo ra một cái thử thách khó như thế này mà vẫn chưa loại được ai các bạn ạ. 8 tiếng trôi qua rồi, làm thế nào bây giờ để loại bớt người đi cho cái xe tăng này bớt chật các bạn ơi. Để nhanh nhanh kết thúc cuộc thi mình còn về mình ngủ chứ. Thôi được rồi, để anh đi nghĩ xem là có cái thử thách nào khó hơn không. Đây các bạn ơi, đây là toàn cảnh của chiếc xe tăng này. Nhìn bọn mình bé không các bạn ơi? Yeah. Nếu mà phần thưởng này em mình giành chiến thắng mình sẽ được 10 triệu luôn. Nhưng mà tớ mới là người chiến thắng. Không nhận cái thử thách này nó phải gọi là vui. Ô quên hiếp. Gì? Làm sao mà cứ quanh mãi. Vui vẻ gì cái tầm này, tao đang buồn vệ sinh như này. Này. Có cái chai nước này vừa thực hiện thử thách xong, uống đi cho đỡ buồn vệ sinh. Đang buồn vệ sinh uống nước mà. Nãy mình đã bảo rồi, uống nước cho cố vô. Một chai nước uống hết sạch rồi hả sao mà. Giờ có cách nào đi vệ sinh không nhỉ? Có, đi về. Đi về rồi quạt à. À đây này, còn cách nữa. Đấy là đứng bấu ở đây này, xong rồi quay ra đằng kia và đi. Ê, không được, ở trên này còn có cả con gái, không được đi vệ sinh đâu. Ngại lắm. Thôi bỏ cuộc đi. Đúng rồi, bỏ cuộc đi. Nhưng mà tận 10 triệu không. Ui dồi ôi. Quần hiếp gọi cái gì các bạn ơi. Anh ơi, bây giờ mà có thử thách nào cho em nghỉ giải lao 5 phút em đi vệ sinh không? Nope. Rồi tưởng gì làm anh chạy từ đằng kia lại đây. Có, mày ngồi trong bình tĩnh anh cho mày biết thử thách này. Đó là thử thách người nhận thua sớm nhất sẽ được đi vệ sinh. Trời ơi, đến tôi đi. Ôi, nhận thua đi không lại đi tè ra quần. Đang tham gia thử thách lại còn đòi đi vệ sinh. Bởi thế vì sao? Nãy là cái phần thưởng là có cái chai nước là em đã thấy nghi rồi. Tiếp theo sẽ là một thử thách cực kỳ khó khăn. Thử thách này ít nhất sẽ loại được một thành viên, hoặc cũng có thể là hai thành viên, và cũng có thể là không còn ai nữa. Các em đã sẵn sàng chưa? Rồi. Thử thách này Quân Hiếp sẽ là người trả lời đầu tiên đi. Em à? Ôi. Em nghe kỹ câu hỏi đây. Tên đầy đủ của Nobita: A. Nito Nobita, B. Nobi Nobita, C. Tabi Nobita. 5 giây bắt đầu. 5 4 B là cái gì? B em không nhớ tên. Anh đọc hộ em cái B. Cái này trả lời bừa. Em chọn đáp án B. Nobi Nobita. Ừ, Nobi Nobita. Đáp án của em là đáp án chính xác. Thua đâu. Thế em nhảy xuống làm gì? Em chưa thắng rồi. Thắng đâu mà thắng. Em mới thắng được câu hỏi này thôi. Nhưng mà em bỏ tay ra là em thua rồi. Thôi em đi vệ sinh đã. Quên đi, buồn vệ sinh quá rồi. Thế là chạy một mạch đi rồi các bạn ạ. Và hiện tại chỉ còn 2 đối thủ nặng cân. Các bạn đoán ai sẽ là người chiến thắng, hãy bình luận cho chúng mình biết với nha. Và tiếp theo, Hà Sam sẽ là người thi đấu tiếp. Câu hỏi của em như sau, nghe kỹ này. Mèo ú Doraemon sinh ngày tháng năm nào? A. 19 tháng 3 năm 2121. B. Em biết đáp án rồi. Hả? Mùng 3 tháng 9 năm 2121. Chính xác. Không cần đọc hết đáp án chứng tỏ là đây là một fan của Doraemon này. Đúng đọc rồi. Chuyện Doraemon nhiều đúng không? Đúng rồi. Đến lượt em rồi coi. Nếu mà em bị loại thì Hà Sam chắc chắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Không bao giờ anh ạ. Em nghe kỹ câu hỏi này. Tên đầy đủ của Shizuka là gì? A. Nimamoto Shizuka, B. Moto Nima Shizuka, C. Manimoto Shizuka. Sao toàn mô tô thế anh? Bây giờ cái nào em cũng thấy quen anh ạ. Đấy thì câu này chỉ dựa vào may mắn của em thôi. Trả lời đại đi em ơi. 5 4 4 3 3 2 Em chọn A anh ạ. Đáp án cuối cùng của em là A. A
là đáp án Nimamoto Shizuka là đáp án chính xác. Vì em là bạn thân của Suka mà. Làm sao mà loại được em. Cuối cùng vẫn còn hai thành viên nữa các bạn ơi. Liệu ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng đây? Có ai loại chưa? Có ai loại chưa? Có cậu loại ơi. Ê, em mà không buồn vệ sinh nha, kiểu gì hôm nay em chả nhất. May là em buồn vệ sinh em đi ấy, không thì còn lâu mới loại được em đúng không? Đúng rồi đấy. Thôi đi về đi. Lượt chơi tiếp theo để chọn ra người sẽ bị loại khỏi xe tăng đó là ném bóng vào cái lỗ này các bạn nha. Các em dễ lắm. Cái lỗ bé tí này thì ném quá đơn giản luôn anh ơi, em đây mang đây em ném. Nhưng mà không phải ngồi chỗ này ném mà em sẽ phải đi ra đứng ở đây. Rồi Hà Trang đi ra đây em ơi. Cái này hay này anh này. Hết lượt chơi ai mà ném vào trước sẽ là người chiến thắng. Ôi vừa nãy đi ra đây đứng thôi mà đã còn muốn đổ rồi, cứ lại bây giờ còn ném bóng nữa anh. Rồi cố lên cố lên cố lên. Nhìn chuẩn 1, 2, 3. Không vào. Tiếp theo cò 1, 2. Ôi trời ơi. Chết rồi. Tí nữa thì trúng anh ạ. Tiếp theo là Hà Sam. Cố lên nhìn chuẩn. Ôi cách xa hàng một sải tay. Khó lắm anh ạ. Khó lắm. Cò có vẻ rất tự tin. Để xem lần này cò có vào không các bạn ơi. Rồi quay lại để ném này. Kìa nhìn chuẩn vào. Người chiến thắng cuối cùng chính là cô. Nhà vô địch đây rồi. Thôi đi xuống đi cậu ơi. Xe tăng này là của tớ. Ơi đen là phút cuối của bài Tam. Đúng rồi, đáng lẽ phải cho em ném thêm lần nữa thì bây giờ em trúng. Vậy là thử thách người cuối cùng rời khỏi xe tăng đã tìm ra người chiến thắng, đó chính là cô. Phần thưởng của em 10 triệu đồng. Em cảm ơn nhá. Có 10 triệu đồng này em sẽ làm gì? Ui dồi, có 10 triệu này em sẽ đi mua quần áo mới này. Ui, đi ăn một bữa thật ngon. Và số tiền còn lại em sẽ đi giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn anh ạ. Wow, đúng là một việc làm ý nghĩa. Còn bây giờ video của chúng mình đã dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Bye bye.